Alo alo, Quang Trung với Nguyễn Huệ là hai anh em. Ai mà nói với bạn câu đấy thì các bạn cứ vào mồm nó cho tớ nha. Anh em biết quê hương của vị vua hành quân thần tốc là ở đâu không? Và hôm nay mình sẽ review cho anh em đặc sản bánh ché anh em ạ, được cuộn trong một bọc rơm ạ, bạn không ra. To anh em ạ, khá là to. Hy vọng mình sẽ cố ăn hết được cái bánh này. Giống mùi nem chua vậy ta. Tao ổn này già chắc là không ăn được đâu, mình ăn. Đây là tai, tai heo, tai lợn anh em ạ. Trong này có vừng này, có ớt này, sợi này sợi riềng anh em ạ. Người mùi giống nem chua Thanh Hóa vãi. Quả này nhắm bia mới đã này anh em này, quả này còn đã hơn nem chua. Cái nem này quá ngon anh em ạ, nó thơm hơn cái nem chua nhá. Tại vì là sao? Tại vì nó có riềng và có vừng. Gia vị ướp thì hình như là giống nem chua thôi. Thêm ít cái cay nữa. Nhai càng lâu càng bùi, càng ngậy càng thơm anh em ạ. Món này uống bia thì 9 điểm. Xin chào anh em, mình là Khánh LD. Mình sẽ đi ăn hết đặc sản 63 tỉnh thành của cả nước. Anh em ở đâu? Có đặc sản gì? Giới thiệu cho mình với nhá. Cảm ơn anh em.